Đây nè, nó rê nè. Hay là giờ chú Khải quay quen thẻ con rùa nha. Hả? Hay là quen được, hay là quen quay chú Khải. Quay chú Khải nhưng mà quay sợ con rùa lắm. Ờ. Cho nó có cái móng tay kìa. À, vậy đó quen quay chú Khải. Rồi, đừng coi, đừng để cái tay lọt vô cái ngón camera. Rồi, quay nha. Đi. Đây là một con rùa, quay. Con rùa ấy. Còn con đây nữa. À, hai con. Hai con rùa này là mình mới mua. Mới mua để phong thanh, phong xanh, nhưng mà bây giờ đâu, quen đang quay hai con rùa hả? Ờ. Hai con rùa này là hai con rùa nữa. Bây giờ thì mình sẽ tạm bỏ trên sân thượng. Rồi vài ngày nữa mình đi thẻ nó. Cứ quay đi, quay đi đâu vậy? Kèo đâu quá. Thấy chưa? Rồi dính cái tay của quen rồi. Ủa, dính cái tay của chú Khải mới đúng á. Ờ. Chú quay, qua đây, qua đây. Rồi quay vô hồ ké đi, bạn quay vô hồ ké đi. Đó, cứ theo như quay của quen của rùa nghe. Đừng biết bà vô nó cắn ké không nữa. Bà vô đi. Ui. Holy shit, một con. Hai em. Để đưa. Tụi sao nó cắn ké của mình thôi. Để coi thử. Nhưng mà nó hơi mờ chút á. Sao vậy? Do anh nắng nhiều quá. Ừ. Nó hơi mờ. Một chú rùa để phải được hẹn xuống. Hai chú. Quả có chú kia đâu. Chú kia mất tích rồi. Không phải mất tích đâu. Ê, quả cái kia là cái gì vậy? Con ké trái rồng á. Con ké trái rồng khổng lồ của chú Khải đấy. Con ké gì mà xinh hả? Ừ.